Ngày 19 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh người đàn ông căng dây chặn cao tốc Tuyên Quang, Phú Thọ đoạn qua xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, ngăn dòng xe đang lưu thông. Nhiều tài xế sau đó đã xuống xe khuyên can, tuy nhiên người đàn ông từ chối, thậm chí còn đe dọa nếu ai phá bỏ dây của mình. Cách đó khoảng 5 mét là một căn nhà bị ngập sau cơn mưa. Từ trong nhà, một phụ nữ nói vọng ra, bày tỏ đồng tình với việc làm trên. Làm xong đường rồi thì phải làm mương, làm cống cho chúng tôi. Các anh không đi đường này thì đi đường khác, chị này nói với các tài xế đang bị chặn xe. Sau một hồi thuyết phục không thành, các tài xế phải trở lại ô tô chờ lực lượng chức năng đến giải quyết. Theo đoạn clip, khoảng 10 đến 15 ô tô phải dừng lại gây ách tắc giao thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người này bức xúc việc đơn vị thi công làm đường nhưng không làm rãnh thoát nước nên mỗi khi trời mưa nước lại tràn vào nhà.